Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình quay chú tính mình cưa cái cây dầu siêu to này nha các bạn. Chú mình sạc cái cọng dây đó là cọng dây 17 ly nha. Cái máy cưa là máy cưa G375 nha các bạn. Sử dụng làm là tinh lưỡi cưa lưỡi cưa tiền. Rồi chú mình mang cái cọng dây vô dây đai rồi đó. Mang móng để chuẩn bị leo lên cây nha. Cái cây này hoành cỡ 300 á các bạn. Để mình quay lên cây dầu. Cây dầu này mùa khô các bạn, nó rụng lá hết rồi, nó thay lá nha. Cẩu tút chánh. Rồi các bạn hãy theo dõi chú mình cưa cây dầu này như thế nào nha các bạn. Cây này khá là to, khá là cao luôn. Rồi chú mình khởi động máy để chuẩn bị leo lên cây nha. Chú mình xả cái gì đây nó ra tiếp các bạn, nó to quá. Thằng mở xả cái cọng gì đây, cưa ở đây gần chợ huyện Chi Tôm nha các bạn. Cưa cây này ở trong chùa luôn. Wow, cái cây bự không tới rồi. Cây rất là to. Xả nữa rồi các bạn ơi. Leo lên. Ồ, vỏ nó khô rớt xuống. Nắng quá nắng. Lúc lên cái vỏ nó chóc ra nó rớt xuống. Dính à. Dính cái vỏ kéo không lên các bạn ơi. Như cái đinh hết vậy chú à. Dính cái đinh rồi. Dính cái đinh kéo dính vô cái móc luôn chú ơi. Ngay chỗ cái móc đó. Rồi làm tút trên. Cây nằm vị trí khó nha các bạn, không có hạ được nguyên cây nha, cho nên chú mình leo lên chảnh cắt nhánh để mình dùng nhỏ nè. Lúc tốt cái chảnh luôn rồi. Rồi, chú mình lấy máy cưa để khởi động rồi, làm dấu rồi đó các bạn. Lát mới cưa ngàn đó nha. Cái sau lưng mình là cái nhà nha. Rồi, chúng mình cuộc gì treo nhánh các bạn ạ. Treo để thả xuống từ từ. Rồi. Chú mình bắt đầu cưa nha. Rồi cho xuống đi, xả từ từ xuống không kẹt dây chứ. Rồi xuống rồi đó các bạn ơi. Vừa đứng trên cái ghế là nó vừa kéo là vừa chăng luôn.
Con gái chịu là nó đi xuống luôn á. Cái gần phút vô cây luôn. Chú một nhánh còn để lại mở dây các bạn. Rồi chú mình thân cái con dây lên đây cuộc treo một nhánh đó nha. Các bạn mà thấy chú mình cưa cây hè thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng siêu to siêu khó gì đó gần nhà gần dây điện khó cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường link mô tả video của các cô chú anh chị đang cuộc gì. Rồi chú mình bắt đầu cưa nè các bạn ơi. Đúng rồi đó các bạn ngã. Rồi giờ chú mình máng máy cưa vô dây đai an toàn để thả cái nhánh đó xuống nha. Cái cọng dây đó mình xin nhắc lại là cọng dây 17 ly các bạn, để dành cuộc ghe lúa ghe xà lan nhỏ nhỏ. Rồi là mở dây luôn. Rồi chúng mình bắt đầu cưa cái đó cho nó sát lại nha các bạn, để mấy chuyển lên nữa nè các bạn ơi. Video của mình có rung lắc thì các bạn thông cảm nha. Quá cao cái cây này luôn à. Chúng mình leo lên phía trên để cắt mấy cái nhánh trên. Cái nhánh rồi các bạn. Thì một cọng dây an toàn các bạn ơi, lên cao rồi. Cây này đưa mình leo, mình không dám leo luôn các bạn ơi. Quá khủng cái cây. Cái cây này xa mưa là nó lên lá rồi đó các bạn. Xây về phía bên kia đứng lên trên cái nhánh rồi các bạn ơi. Rồi xuống di chuyển qua đây để cuộc dây treo dây này. Treo cái nhánh đó, cái nhánh này nó nghiêng vào nhà đứng này.
cây này rất là cao nha các bạn. Quay rất là tối các bạn thông cảm cho mình nha. Tiếp mình mở dây các bạn xuống cắm mình lôi cho nó ra rồi chúng mình cuộc dây một nhánh nữa đó các bạn. Chúng mình đã cuộc dây xong rồi đó các bạn ơi. Giờ lấy máy cưa cưa này. Chú mình cắt xác gì mà nó còn dướng. Dướng cái mắt chú ơi. Cái mắt kìa nãy á. Chỏ chặn cái nạn luôn rồi. Ông kéo. Ông gạt cái không dây. Rồi. Ông xả ra một tí nữa chú ơi. Xả ra ông dùng cái đó. Rồi đó. Qua đó. Rồi xuống chú ơi. Lên trên nữa để cắt mấy cái nhánh ở trên nữa các bạn ơi. Cái cây này mình không có dám leo cưa đâu các bạn, rất là cao, rất là to luôn. Rồi lên trên nữa. Dầu rồi mình cây rồi cái nào nó to như vậy là từ ba mấy 40 mét tính tới đọt nha các bạn, cao khiếp gì. Chú thắt
dàn đài an toàn thêm cộng nữa để mình gươm nhỏ là nha. Cái cây này các bạn. Dây dèo nhánh dục cái cọng dây lên trên rồi, chúng mình cắt cái nhánh phía bên kia đó cho nó rớt tự do nha các bạn. Rồi chúng mình bắt đầu cưa cái nhánh chèo đó luôn. Còn để thả cái nhánh đó xuống tiếp nữa nha. Xuống rồi đó. Để mình dịch xuống mở về các bạn ơi. Rồi chúng mình buộc một dây vô một nhánh nữa đó các bạn ơi. Cái này là chú tính mình cưa nha các bạn. Nhánh này lớn nè. Lớn hơn cái nhánh vừa rồi các bạn. Cây dầu lắc nhánh quá lớn rồi nó giặt. Rồi chúng mình thả cái nhánh này xuống nha. Rồi lấy cưa cắt. Rồi chúng mình ở trên đó lòn cọng dây để cuộc treo một nhánh nữa nha, nhánh lớn rồi, nhánh ở bên kia. Trước rồi. Rồi bắt đầu chúng
bán anh ạ. Chú mình thủ tư thế đàng hoàng để cưa nhánh to nè. Rồi giờ chú mình thả cái nhánh cây ra xuống nha. Rồi giờ chú mình thả xuống nha. Chú mình là cái nhánh cây quá nặng luôn. Nó giặt vô mà cây gung ginh luôn. Rồi để anh tiếp mở dây các bạn ơi. Chú mình cuột dây một nhánh nữa đó. Phải treo thả từ từ xuống. Rồi, chú mình bắt đầu chuẩn bị cưa nè các bạn. Ngã đó các bạn ơi, ngã. Rồi chú mình mắng mấy cưa vừa về đây an toàn để thả cái nhánh nó xuống nha. Quay xuống nha. Đây là tiếp cỡ dây các bạn ơi. Rồi chú mình cưa cái nhánh nó nhỏ cho nó rớt xuống nha. Chua quá lẹ luôn. Chú dây rồi chứ sao cắt luôn mấy cái nhánh này luôn.
Hạ thì hãy liên hệ chú nha. Số điện thoại chú em để dưới đường mô tả video các cô chú anh chị. Chú mình cười rất là nhanh lẹ luôn. Cây này cao lắm nha các bạn. Để mình gùm nhỏ lại nha. Đó, chú mình đã tút kênh đó, để mình gùm lên nha các bạn. Chúng mình đang tính rồi cho nó chớp ngay cái lỗ nào. Rồi chúng mình đứng ở dưới này để cắt ngang đó nha. Cắt nguyên cái đọt luôn. Chính xác luôn các bạn ơi. Rồi chú mình ở trên đó di chuyển xuống nha các bạn. Cây to di chuyển hơi lâu một tí. Đang di chuyển từ từ xuống các bạn ơi. Mình leo xích xuống nữa. Rồi chúng mình chặn cái cọng dây cuộc đó nha. Cười ngay đó một đoạn rồi đó. Mình xây qua kia.
rồi, chú mình đã mở miệng xong rồi đó các bạn ơi. Chú mình di chuyển xích xuống dưới nha, để cắt một đoạn nữa đó các bạn. Cộng dây hôm nay chú mình cuột ngay đó, cuột cày to tê tại luôn. Cái máy cưa nó gục luôn các bạn, xuống tới đó rồi đó. Đang di chuyển xuống. Hôm nay chú mình làm dấu đâu đó đó các bạn. Cái máy cưa đó mình xin nhắc lại là máy cưa G375 nha các bạn, xài làm Latin nha, lưỡi cưa Etin. Cây làm đó là cây làm Echo. À, xin lỗi các bạn, cây làm cổ lóc các bạn ơi. Ngày đó bạn.
Rồi, chúng mình ở trên đó di chuyển xuống nha. Rồi chú xuống rồi, tới dưới này nè các bạn. Để mình tiếp chú dọn dẹp cái dưới này ra cho trống để cưa gốc mình quay tiếp nha. Rồi chú mình bắt đầu cưa gốc nha.
chúng mình niêm niêm mấy cái miếng niêm đó vô nha, để mình quay lên cái cây dầu nha các bạn. Chúng mình đang đóng niêm còn một khúc rất là dài luôn. Cầu túc chánh thẳng gan. Yeah.
rồi, dớn nữa. Dạ dạ. Chú ơi, rồi chú mình lấy miếng niêm bên kia luôn chú ơi, đụng ở kia. Đó, đó, nhóm mà đó, gãy đi, gãy ngã luôn à. Gãy đi. Giặt, giặt nó vài cái là ngã à. Nam mô Phật, ngã. Ngã. Cây này, cây bự quá. Chìm, chìm, chìm ở dưới này cái nữa nè chú ơi, dưới này hở nhiều lắm nè. Lấy cái 2, 3. Lấy cái miếng kia kìa, ông mồi vô luôn. Mạnh, ừ. Gãy đi. Rồi chúng mình cao lên luôn đó mà nó không chịu ngã các bạn. Đó, nó nhịp nó trả tới trả lui. Chú mình xô tiếp. Nữa. Rồi thêm một anh lại kéo về tiếp rồi. Giờ nó cắn cái miệng bển. Dạ. Rồi, đặng cục gì cho thẳng lời đặng mấy anh nó gịch nghe các bạn. Cọc dây đằng đó, nó gần xíu. Để cho nó chạy.
Đang buộc dây. Đi đi. Đó. Vậy đi đó. Ngã đó. Ngã. Quá khứ luôn. Rung rinh luôn các bạn. Cây dầu, nào giờ mình mới thấy cây dầu này nó đẹp luôn á. Quá già luôn. Nào giờ mình mới thấy cây dầu này luôn. Quá đẹp cây dầu luôn. Cây dài. Chúng mình cắt cái gốc luôn. Rồi, video mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Đây luôn.